Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh Kiến trúc Phong Thủy Tâm Nguyên, và xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị các bạn đang theo dõi video sẽ có một ngày mới, tháng mới, tuần mới, năm mới, mọi sự bình an và phát triển thuận lợi. Và để đón nhận những video mới nhất mà Phong Thủy Tâm Nguyên chia sẻ đến kiến thức phong thủy cũng như ứng dụng phong thủy thực tiễn vào ngôi nhà, vào kiến trúc cũng như là kiến tạo lên một cái không gian sống, một môi trường sống và một ngôi nhà nó hài hòa cả yếu tố kiến trúc phong thủy cũng như mang lại yếu tố vượng tài vượng khí, thì các cô chú chị vui lòng bấm nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất từ ban biên tập cũng như từ Đức Trung nhé. Và ngày hôm nay thì trong cái yếu tố chia sẻ về những cái phong thủy ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống và trong ngôi nhà, trong kiến trúc phong thủy ngôi nhà chúng ta, Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú chị những cái nguyên tắc quan trọng tối thượng trong cái việc bố trí đến cái yếu tố phong thủy phòng ngủ. Như chúng ta biết rằng là mỗi một cái công năng trong ngôi nhà thì nó mang chủ về những cái yếu tố khác nhau, quyết định đến yếu tố họa phúc của ngôi nhà đấy. Ví dụ chúng ta nói đến phòng khách là chúng ta nói đến yếu tố về tài lộc của ngôi nhà. Chúng ta nói đến phòng bếp là chúng ta nói đến yếu tố sự hòa hợp và sức khỏe của ngôi nhà. Chúng ta nói đến phòng ngủ, chúng ta nói đến công năng của phong thủy phòng thờ, chắc chắn chúng ta nói đến yếu tố về gia đạo của phòng thờ. Chúng ta nói đến sai phạm trong phong thủy của phòng bếp, của nhà vệ sinh, chắc chắn chúng ta nói đến ảnh hưởng về hung họa đến với sức khỏe và tài lộc. Thì đặc biệt chúng ta nhắc đến yếu tố về phong thủy của phòng ngủ là một điều chắc chắn, một điều chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố về phong thủy của sự hòa hợp và của sức khỏe của các thành viên ở trong cái phòng ngủ đấy. Và ngày hôm nay thì Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú chị những nguyên tắc quan trọng trong cái việc là bố trí phong thủy cho phòng ngủ của ngôi nhà. Chúng ta biết rằng là cái yếu tố phòng ngủ là một trong những cái trong Dương Trạch Tam Yếu, cuốn sách phong thủy rất là nổi tiếng, chúng ta biết rằng là nhắc đến ba yếu tố quan trọng đó: môn, chủ và táo. Môn là người ta nhắc đến cái yếu tố đầu tiên, đó là yếu tố cổng cửa, khai môn nạp khí, nó phải tốt, nó phải vượng. Cái thứ hai là chủ, là cái phòng ngủ của người trạch chủ và các thành viên trong ngôi nhà, đó chính là phòng ngủ. Và táo là công năng của bếp. Vậy thì phòng ngủ là một trong những công năng vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua được, và một trong những cái nguyên tắc dễ mà các cô chú chị không có nắm được và bố trí sai phạm, mà ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng nêu ra, và chúng ta cần phải đảm bảo những nguyên tắc này để cho phong thủy phòng ngủ ngôi nhà chúng ta trở nên tốt nhất. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái việc đó là lựa chọn cái vị trí của phòng ngủ trong ngôi nhà. Chúng ta biết rằng là tổng thể cách cục của một ngôi nhà nó vuông vắn như thế này, nó có các khối công năng như Đức Trung vừa nhắc đến, đúng không ạ? Phòng khách, cầu thang, rồi là nhà vệ sinh, bếp núc, rồi phòng thờ, rồi phòng ngủ hay phòng các phòng chức năng, phòng để đồ, phòng kho, có khá nhiều các cái phòng chức năng ở trong một ngôi nhà, tùy theo diện tích ngôi nhà nó rộng hay hẹp. Thì cái yếu tố lựa chọn cái vị trí của phòng ngủ nó cũng vô cùng quan trọng. Cái việc mà lựa chọn cái vị trí phòng ngủ này nó cần phải đảm bảo các yếu tố về phong thủy, hình thế, cách cục cũng như là các cái yếu tố liên quan đến yếu tố về lý khí, tức là các cái yếu tố về trường khí đóng quản tại cái vị trí phòng ngủ đấy, để làm sao là các thành viên ở trong ngôi nhà đấy nó có sự dung hòa, nó có cái sự nạp khí bổ vận cho cái thân mệnh của người ở trong phòng ngủ đấy, hoặc là ít nhất là nó có cái sự hài hòa giữa yếu tố về âm dương ngũ hành. Vậy thì cái việc trong Phong Thủy Tâm Nguyên, cái nguyên tắc bố trí phòng ngủ của các thành viên trong gia đình thì nó căn cứ vào cái gì? Nhất định nó phải căn cứ vào yếu tố đó là dụng thần bát tự của thành viên gia đình đấy. Giải thích về yếu tố về bố trí phòng ngủ theo dụng thần bát tự như thế nào. Chúng ta biết rằng là cái việc nhắc đến đầu tiên cái khái niệm phong thủy là việc chúng ta kiến tạo lên một cái không gian sống, một môi trường sống nó có sự hài hòa giữa con người này và cái không gian sống chúng ta, để nó có yếu tố trường khí của con người nó hài hòa giữa đất và trời. Vậy thì cái không gian sống và môi trường sống, tức là ngôi nhà của chúng ta, thế thì cái vị trí phòng ngủ nó vô cùng quan trọng, để làm sao là cái phòng ngủ đấy chúng ta ở đấy nó phải có cái yếu tố sức khỏe tốt, nó giúp cho thân mệnh chúng ta trở nên khỏe khoắn cũng như sức khỏe chúng ta thật là tốt. Vậy thì cái việc lựa chọn phòng ngủ thì nó theo cái gì? Nó theo cái yếu tố dụng thần trong bát tự. Cái việc người ta mỗi một người sinh ra thì Đức Trung đã giải thích yếu tố bát tự một chút, đó là mỗi một người sinh ra thì nó đều có cái ấn định bởi niên nguyệt nhật thời, tức là năm tháng ngày và giờ sinh. Năm tháng ngày và giờ sinh đấy nó xác lập ra cái vị trí tương đối của các cái yếu tố thiên tinh, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tinh và mặt trời, mặt trăng, tức là nhật nguyệt. Nó tạo yếu tố gọi là âm dương ngũ hành. Cái yếu tố âm dương ngũ hành nó tác động vào thân mệnh của mỗi người khi mà cất tiếng khóc chào đời. Nó tạo ra yếu tố lượng hóa giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tinh ở trong thân mệnh. Và thường mỗi người chúng ta khi sinh ra thì nó không có cái sự cân bằng giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tinh và âm dương. Do đó rằng là cái việc mà người ta ứng dụng cái bộ môn dự đoán theo bát tự hay dựa trên cái việc nó năm tháng ngày giờ sinh đấy, người ta lượng hóa lại cái yếu tố về ngũ hành ở trong thân, và người ta tìm ra được một cái ngũ hành để bổ khuyết, tức là cái yếu tố cái ngũ hành mà chúng ta sử dụng, người ta gọi đấy là dụng thần, để bổ vào cái thân mệnh để làm sao cho đạt cái sự trạng thái cân bằng. Đạt cái sự trạng thái cân bằng thì sẽ dẫn đến, nó sẽ đạt giúp chúng ta đạt được cái sự viên mãn của cuộc sống, cả về sức khỏe, tài lộc, công danh và sự nghiệp và gia đạo. Vậy thì cái việc nó tìm ra được cái yếu tố dụng thần để bổ vào trong thân thì tương ứng với cái việc cái ngũ hành đấy, nó sẽ quyết định cái việc ngũ hành mà
cái phương vị của cái phòng ngủ chúng ta trong cái ngôi nhà. Ví dụ chẳng hạn, tôi lấy ví dụ đối với căn cứ vào niên nguyệt nhật thời, tức là năm tháng ngày giờ sinh của một thân chủ trong ngôi nhà, thì tìm ra được cái dụng thần của thành viên này đó là ngũ hành thuộc thổ. Vậy thì cái việc ưu tiên cái phòng ngủ của các thành viên trong ngôi nhà này sẽ ưu tiên cái vị trí phòng ngủ mà nó mang cái ngũ hành thổ, ví dụ như là phòng ngủ đấy nằm ở phương đông bắc ở trong ngôi nhà hoặc là phương tây nam. Căn cứ tính theo tâm của cái ngôi nhà, tức là khi chúng ta đặt cái thước lập cực vào tâm của cái ngôi nhà thì chúng ta sẽ tìm ra được cái vị trí phương đông nam, phương đông bắc hoặc là phương tây nam ở trong ngôi nhà đấy. Đấy là hai cái vị trí phòng ngủ mà nó mang ngũ hành thổ, thì cái thành viên mà thiếu khuyết ngũ hành thổ thì nên ngủ ở trong cái phòng đấy để bổ thêm cái yếu tố về ngũ hành thổ vào trong thân, thì nó sẽ mang yếu tố bổ thêm thổ vào trong thân mệnh để giúp cho cân bằng lại yếu tố về âm dương ngũ hành. Thì cái việc đấy là cái việc chúng ta lựa chọn cái vị trí phòng ngủ. Mà cái việc lựa chọn vị trí phòng ngủ này thì thường đối với một kiến trúc sư, nếu không có sự nghiên cứu sâu về phong thủy chính phái cũng như không có sự nghiên cứu sâu về yếu tố về phong thủy bát tự thì sẽ cũng không có nắm được nguyên tắc này luôn, mà hầu hết là tính toán cái vị trí phòng ngủ trên cảm tính cũng như là trên yếu tố là cho nó hợp lý thế thôi, chứ đâu là không có việc ứng dụng phong thủy. Và cái việc này rằng là dễ dẫn đến một cái yếu tố, ví dụ chẳng hạn cái nhắc đến dụng thần của một người thì chúng ta cũng phải nhắc đến yếu tố là kỵ thần. Ví dụ dụng thần của anh chàng này là thổ nhưng kỵ thần của anh chàng này lại là mộc chẳng hạn, thì nếu như cái thành viên này mà lại không ngủ ở cái phòng mà mang ngũ hành thổ, hoặc là ít nhất là mang ngũ hành hỏa mà lại ở cái phòng mà mang ngũ hành mộc, thì ví dụ như phương đông nam hoặc là phương đông ở trong ngôi nhà, thì nó lại dễ dẫn đến cái việc cái tác động của kỵ thần vào trong thân mệnh thì nó cũng không có được vượng cho cái thành viên này. Bởi thế cho nên rằng là lựa chọn cái vị trí phòng ngủ ở trong ngôi nhà theo cái dụng thần bát tự là một trong những ứng dụng cái phong thủy rất là cao cấp, và cần phải có một cái sự tính toán rất là kỹ lưỡng bởi ba yếu tố. Thứ nhất là kiến trúc, cái thứ hai là phong thủy cách cục, và cái thứ ba là yếu tố về dụng thần bát tự. Thì cần phải có một người thầy am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực này thì sẽ có cái sự tính toán rất là kỹ lưỡng. Thì trong cái việc đó là hồ sơ phong thủy mà phong thủy viên tư vấn, thì chúng ta thấy ngay cái việc cái phương án đó là cái phần tọa hướng kiến trúc của ngôi nhà được đặt cái la bàn 24 sơn. Đặt cái la bàn 24 sơn tại tâm của ngôi nhà, chúng ta sẽ có thể tính toán nhìn thấy ngay được cái phương vị của cái phòng ngủ nó được sắp đặt ở cái phương vị nào ở trong ngôi nhà. Thì từ cái việc đấy chúng ta tính toán đến cái việc bố trí cái thành viên mà mang cái ngũ hành hỷ dũng thần tương ứng vào trong phòng ngủ đấy. Đấy là một trong những cái nguyên tắc đầu tiên quan trọng mà các cô chú anh chị cần phải chú ý. Và việc này nếu như cô chú anh chị nắm được nhưng không có hiểu, không biết phương pháp làm, thì hãy để đơn vị chuyên gia tư vấn thì sẽ tốt hơn. Cái yếu tố thứ hai đó là cái việc mà nguyên tắc trong cái việc phòng ngủ, phong thủy phòng ngủ, đó là lựa chọn cái màu sơn phòng ngủ. Như cái video trước mà Đức Trung có nói đến việc lựa chọn màu sơn cho mặt tiền ngôi nhà hay là phòng khách, thì chúng ta căn cứ trên tọa hướng ngôi nhà. Vậy thì phòng ngủ thì chúng ta căn cứ theo màu sơn như thế nào? Cũng không phải là theo việc tôi mệnh này tôi mệnh kia mà tính toán cái yếu tố màu sơn phòng ngủ đâu. Ví dụ các cô chú chị vẫn cứ nghĩ là tôi bị 1980 là tôi mệnh mộc, thì tôi tiến hành là tôi lựa chọn màu sơn phòng ngủ theo ngũ hành mộc thì có được không, hoặc là thủy sinh mộc có được không, hay là tôi xem 1984 giáp tý tôi mệnh tôi là kim thì tôi sử dụng màu sơn phòng ngủ tôi mệnh thổ để thổ sinh kim, hoặc là màu trắng để là tương hợp kim thì có đúng không. Cái yếu tố này cũng không có đúng. Vậy thì sử dụng cái màu sơn trong phòng ngủ thì cũng sử dụng theo gì? Đó sử dụng theo dụng thần bát tự. Tất cả những cái phương án liên quan đến màu sắc, họa tiết, trang trí trong phòng ngủ chúng ta nên sử dụng theo cái dụng thần của bát tự sẽ chính xác hơn. Tức là màu sơn của phòng ngủ, ít nhất là màu sơn của đầu giường, của cái bức tường phía đầu giường ngủ này. Cái thứ hai là màu sắc chăn ga gối đệm của cái thành viên trong đấy thì cũng sẽ sử dụng theo cái màu sắc của hỷ dũng thần thì sẽ chính xác hơn, chứ cũng không phải là theo cái việc là tôi mệnh này tôi mệnh kia tôi sơn cái màu gì, cái việc đấy nó không có chính xác. Nạp ân bản mệnh cơ bản là để xét đến yếu tố về dung nạp, về cái yếu tố về cái nạp âm, tức là khi chúng ta lựa chọn cái ngày giờ sử dụng vật phẩm hay lựa chọn cái ngày giờ để khởi sự một việc gì đấy, chúng ta quan tâm đến cái nạp âm của ngày với nạp âm của gia chủ để nó có cái sự hòa hợp về cái yếu tố hòa hợp về khí. Tức là hay là đối với việc chúng ta lựa chọn người bạn đời hay lựa chọn nhân viên hay lựa chọn người lãnh đạo thì lựa chọn cái nạp âm của cái người đấy có cái sự tương hòa hoặc tương sinh cho mình, thì để trong quá trình chúng ta kết hợp thì cái lời ăn tiếng nói, cái nạp âm chúng ta nói ra, cái lời ăn tiếng nói chúng ta có sự hòa hợp vậy thôi. Còn đối với việc đã quyết định cái màu sắc để là bổ cho thân mệnh, để giúp cho thân mệnh chúng ta vượng vận cũng như là bổ trợ cho sức khỏe tài lộc chúng ta tốt hơn, thì nó phải căn cứ vào ngũ hành của hỷ dũng thần. Đến nguyên tắc thứ hai, lựa chọn cái màu sắc của phòng ngủ, chúng ta phải căn cứ trên hỷ dũng thần, ngũ hành của hỷ dũng thần chúng ta quyết định cái màu sơn của phòng ngủ, chứ không phải căn cứ vào cái nạp âm bản mệnh nha. Cái nguyên tắc thứ ba trong phòng ngủ đó là những cái sai phạm mà chúng ta cần phải tránh. Những cái sai phạm này mà chúng ta mắc phải thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố về sức khỏe và hòa hợp. Cái tránh những cái sai phạm như sau. Thứ nhất đó là yếu tố đó là
cái phòng ngủ mà chúng ta đặt cạnh phòng thờ. Thường là phòng ngủ đặt cạnh phòng thờ đó là điều bình thường, nhưng một điều đó chúng ta lại bố trí cái giường ngủ trong cái phòng ngủ đấy mà lại cắm cái đầu giường ngủ đấy tựa vào cái bức tường đặt ban thờ, thì đấy điều không nên, như cái hình ảnh mà các cô chú chị nhìn thấy ở trên cái video. Cái việc mà chúng ta đặt cái giường ngủ mà lại cắm đầu vào cái ban thờ thì việc đấy nó dễ dẫn đến cái yếu tố là sức khỏe chúng ta không được tốt, giấc ngủ nó dễ dẫn đến cái việc mộng mị, tức là cái giấc ngủ nó không có được trọn vẹn, và trong giấc ngủ nó hay bị gặp mơ sảng và ảnh hưởng đến cái việc yếu tố về sức khỏe. Các cô chú chị cứ hình dung là cả một cái giấc ngủ được có vài tiếng mà chúng ta cứ mê sảng hết giấc mơ này sang giấc mơ nọ, thì buổi sáng dậy chúng ta sức khỏe rất là yếu, không có năng lượng, không có tinh thần, làm việc cũng trở nên suy sụt, và chắc chắn nó ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố về tài lộc và sự nghiệp chúng ta. Đấy là một trong những cái điều quan trọng. Hay là cái yếu tố chúng ta xét cái việc đó là, chúng ta xét cái yếu tố thứ hai, đó là cái việc đó là phòng ngủ đặt ở trên bếp. Cái việc mà đối với công năng của phòng bếp là công năng mà chúng ta đặc biệt cần phải chú ý, và phòng ngủ cũng vậy. Bếp nó mang yếu tố về tính hỏa và nơi mà chúng ta đun nấu, và tính hỏa rất vượng. Như vậy nếu như ngay trên bếp mà lại là cái phòng ngủ, và đặc biệt là cái đầu giường ngủ lại thẳng chiếu với lại cái trục của cái bếp nấu, thì đây là một trong những cái sai phạm trong phong thủy mà tuyệt đối cần phải chú ý đối với các kiến trúc sư cũng như các phong thủy sư. Vì rằng là đối với sức khỏe của thành viên trên cái phòng ngủ đấy mà đặt ở trên bếp, nó sẽ dễ dẫn đến cái việc là sức khỏe không được tốt, đầu óc không được minh mẫn và dễ bị nổi nóng. Cũng như là rằng là các cái ngũ hành ở các cái chức năng trong cơ thể mà mang tính hỏa nó sẽ có cái sự ảnh hưởng rất nhiều, do việc hỏa vượng bên dưới nó có sự thiêu đốt, chúng ta hiểu như vậy. Đến với những cái sai phạm thứ hai. Cái sai phạm thứ ba đó là không nên đặt những cái chức năng, những cái đồ đạc ở trong phòng ngủ mà có cái sự xung chiếu thẳng trực tiếp ra cái phía giường ngủ chúng ta. Ví dụ như gương, chúng ta đặt gương ở trong phòng ngủ, ví dụ chúng ta bố trí gương ở trong phòng ngủ để trang điểm chẳng hạn. Tuy nhiên một điều là đối với các cái thiết kế phòng ngủ, đặc biệt là phòng ngủ master hiện nay, thì hầu hết là chúng ta không có đặt gương trực tiếp trong phòng ngủ, mà chúng ta bố trí cái một cái phòng gọi là phòng thay đồ, tức closet ở trong phòng ngủ đấy, phòng chứa quần áo, phòng thay đồ, thì người ta đặt gương ở trong đấy và trang điểm trong đấy. Chứ đặt gương ở trong phòng ngủ thì về cơ bản nó không được tốt, nó dễ dẫn đến cái việc đó là tạo ra những cái phản sắc, phản khí ở trong cái phòng ngủ, và khiến cho việc trường khí trong đấy nó cứ bị loạn xạ, do cái việc trường khí nó đập vào gương và nó bị dội ngược lại, hay ít nhất là những ánh sáng ở trong cái phòng ngủ hay là ánh sáng bên ngoài, những mà nó lọt vào trong phòng ngủ mà nó phản chiếu vào gương, thì dẫn đến việc các thành viên ở trong phòng ngủ đấy nó dễ bị dẫn đến việc đó là không có được tĩnh, cũng như rằng là dễ bị giật mình và ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nếu như cái phần gương mà nó chiếu thẳng ra cái phần giường ngủ thì đấy là một trong những cái điều không tốt. Nó chiếu ra cái bộ phận nào ở trên cái cơ thể dễ dẫn đến việc sức khỏe bộ phận đấy nó không có được tốt. Do đó rằng là trong phòng ngủ chúng ta không nên đặt gương, và cũng không tuyệt đối không đặt gương đối diện ra phía giường ngủ. Hay là trong phòng ngủ mà chúng ta có cái việc công năng WC, tức là cái nhà vệ sinh khép kín, nhưng cái cửa nhà vệ sinh mà nó mở thẳng trực tiếp ra phía giường ngủ thì đấy chúng những không tốt. Mở thẳng cái cửa nhà vệ sinh mà ra đầu giường thì ảnh hưởng sức khỏe đến cái phía phần đầu. Hay là mở ra phía phần ngực, phần bụng, phần chân thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái chức năng của cái bộ phận đấy trên cơ thể chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng ví dụ như đau bụng, hoặc là không được tốt về sức khỏe, về cái phần bụng dạ, hay là phía phần chân, phần khớp. Thì cái việc đấy là việc mà chúng ta cần phải chú ý trong việc bố trí phòng ngủ. Thì đây là một trong những cái nguyên tắc quan trọng trong việc phòng ngủ bố trí như nào. Và nếu như chúng ta mà không có nắm được, hay là kiến trúc sư hay đội thợ xây dựng mà cũng không có nắm được, thì dễ trong cái việc chúng ta bố trí trong phòng ngủ dễ bị sai phạm. Chúng ta cứ ù cho qua mà chúng ta thiết kế nó bị sai, vì về sau này chúng ta ở mà gặp phải những sức khỏe của con người mà chúng ta quay ra tu tạo sửa chữa thì đấy rất là mệt. Sửa lại nó rất là mệt. Thay vì đấy chúng ta hãy làm đúng thì nó sẽ tốt hơn. Và trong cái việc để làm nào trong ngôi nhà chúng ta xây dựng nó đúng đắn nhất cái yếu tố phong thủy ngay từ ban đầu, thì khuyên các cô chú chị hãy lựa chọn cái sự tư vấn từ phía chuyên gia, bằng cách là hãy để Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn toàn bộ cái yếu tố về phong thủy và kiến trúc cho ngôi nhà các cô chú chị xoay quanh cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như này. Với bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như này thì tất cả những cái yếu tố về nguyên tắc màu sơn cho các thành viên trong gia đình, cũng như là bố trí các cái công năng như thế nào được thể hiện rất rõ thông qua cái phần mặt bằng bố trí công năng, hay là các cái phần màu sơn cho các phòng ngủ trong gia đình, thì đều được thể hiện rất rõ trong cái bộ hồ sơ này. Và với cái bộ hồ sơ công năng phong thủy như này thì đội thợ hoàn toàn có thể triển khai xây dựng được rất là yên tâm, bởi Phong Thủy Thái Nguyên luôn tinh tế trong việc in riêng ra một cái bộ hồ sơ liên quan đến thiết kế mặt bằng công năng để đội thợ căn cứ vào đây để ráp móng, hay là cũng căn cứ vào đây để thiết lập các bộ hồ sơ thi công, thì rất là dễ dàng mà Phong Thủy Thái Nguyên gửi gắm đến các cô chú chị trong cái việc tư vấn và trả kết quả hồ sơ tư vấn phong thủy. Và thông qua cái bộ hồ sơ này thì một điều đó là chúng ta sẽ hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng, cũng như là triển khai rất là thuận lợi cả về yếu tố về kiến trúc, thẩm mỹ và phong thủy trong ngôi nhà.
và hãy để Phong Thủy Miên tư vấn và song hành cùng với việc kiến tạo lên ngôi nhà cô chú chị. Để được tư vấn kỹ càng thì cô chú chị có thể gọi điện đến số 1900292, bấm nhánh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn và đặt lịch hẹn tư vấn về yếu tố phong thủy nhà ở. Hoặc là các cô chú chị cũng có thể để lại cái bình luận ở dưới video thông qua cái cấu trúc đó là họ tên cộng với năm sinh cộng với lại số điện thoại và câu hỏi cần được giải đáp ở dưới phần bình luận kênh video, để đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp lại và liên lạc tư vấn hoàn toàn miễn phí đến các cô chú chị. Hoặc các cô chú anh chị tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh muốn được tư vấn trực tiếp cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng nhé. Tại đấy thì các đội ngũ trợ lý cũng sẽ được gặp gỡ và tư vấn đến các cô chú anh chị một cách kỹ càng nhất. Và thông qua video này thì Đức Trung xin chúc các cô chú anh chị có những kiến thức minh định thật là rõ ràng, cũng như có những cái kiến thức của phong thủy chính phái để ứng dụng cho ngôi nhà chúng ta thật là tốt, và hãy để Phong Thủy Miên song hành cùng quá trình kiến tạo lên ngôi nhà mơ ước của quý cô chú anh chị và các bạn. Hãy bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Phong Thủy Thám Miên xin chào, và Đức Trung xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.